Thân chào các em học sinh khối lớp 7. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Ở tuần trước, cô cùng các em đã hoàn thành xong phần 1, các thành phần nhân văn của môi trường. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục sang phần 2, các môi trường địa lý. Chương 1, môi trường đới nóng, hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài 5, đới nóng, môi trường xích đạo ẩm. Trong bài 5 chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung chính, đó là đới nóng và môi trường xích đạo ẩm. Trong môi trường xích đạo ẩm, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung nhỏ, đó là khí hậu và rừng rậm xanh quanh năm. Chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu phần 1, đới nóng. Vậy thì các em hãy cho biết môi trường là gì? Trong bản thuật ngữ ở sách giáo khoa trang 187, môi trường là tổng hợp tất cả các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sông ngòi, động vật, thực vật, đất đai và các yếu tố nhân tạo như nhà cửa, đồng ruộng, nhà máy có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Quan sát vào hình 5.1, lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng ở sách giáo khoa trang 16, hoặc quan sát vào màn hình. Các em hãy cho biết trên thế giới có mấy môi trường địa lý. Để trả lời được câu hỏi trên thì các em sẽ quan sát vào bảng chú thích. Đường màu xanh là ranh giới giữa các đới môi trường. Như vậy ở đây ta thấy được trên thế giới gồm 3 môi kiểu môi trường địa lý là môi trường đới nóng, môi trường đới ôn hòa và môi trường đới lạnh. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 5.1 và xác định vị trí, giới hạn của đới nóng. Quan sát vào trong lược đồ thì các em có thể dễ dàng xác định được vị trí giới hạn của đới nóng nằm ở khu vực này. Như vậy thì đây là cái vị trí giới hạn của môi trường đới nóng. Đới nóng nằm ở khoảng giữa hai chi tuyến Bắc và Nam và tạo thành một phần đai bao quanh trái đất. Các em hãy so sánh diện tích của đới nóng với diện tích đất nổi trên trái đất. Và đới nóng chiếm một phần khá lớn diện tích đất nổi trên trái đất. Vậy thì các em có biết vì sao đới nóng còn được gọi là khu vực nổi chi tuyến không? Đới nóng còn được gọi là khu vực nổi chi tuyến vì đây là khu vực góc mặt trời chiếu sáng lớn nhất, nhận được lượng nhiệt của mặt trời nhiều nhất, nên nơi đây được gọi là đới nóng. Các em sẽ quan sát vào hình 5.1 và trả lời câu hỏi. Xác định hướng và tên các loại gió thổi thường xuyên quanh năm ở khu vực đới nóng. Để trả lời được câu hỏi này thì các em sẽ xem lại hình các loại gió chính trên trái đất và các hoàn lưu khí quyển các em đã được học ở lớp 6. Như vậy trong hình này thì đây là khu vực đới nóng. Các em có thể thấy được ở đới nóng gió thổi thường xuyên đó là gió tín phong. Đây là hướng của gió thổi. Như vậy thì ở bán cầu Bắc, gió tín phong thổi theo hướng Đông Bắc. Ở bán cầu Nam, gió tín phong thổi theo hướng Đông Nam. Vậy thì ta rút ra được gió tín phong thổi theo hướng Đông Bắc và Đông Nam là loại gió thổi thường xuyên và quanh năm ở khu vực đới nóng. Vậy thì từ đây các em hãy cho biết khí hậu đới nóng có đặc điểm gì? Khí hậu ở đới nóng có đặc điểm là nhiệt độ cao, trung bình trên 20 độ C và có gió tín phong thổi quanh năm. Vậy thì đặc điểm này có ảnh hưởng như thế nào đến giới sinh vật và sự phân bố dân cư ở đới nóng? Đặc điểm này đã làm cho giới thực, động vật hết sức đa dạng và phong phú. Có đến 70% số loài cây và chim, thú sinh sống trong rừng rậm ở đới nóng. Đây là khu vực đông dân, tập trung nhiều nước đang phát triển trên thế giới. Các em hãy dựa vào lược đồ hình 5.1 và nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng. Quan sát vào trong bảng chú thích thì các em có thể dễ dàng được kể tên được các kiểu môi trường của đới nóng. Đó là môi trường xích đạo ẩm,
môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa và môi trường hoang mạc. Như vậy, ở đới nóng gồm có 4 kiểu môi trường: xích đạo ẩm, nhiệt đới gió mùa và hoang mạc. Ở trong chương 1 thì các em sẽ tìm hiểu 3 kiểu môi trường là xích đạo ẩm, nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa. Còn môi trường hoang mạc là môi trường có cả ở đới nóng và đới ôn hòa, nên các em sẽ tìm hiểu môi trường hoang mạc ở một chương riêng. Bây giờ cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu kiểu môi trường đầu tiên, đó là môi trường xích đạo ẩm. Phần 1 về khí hậu. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 5.1 và xác định vị trí, giới hạn của môi trường xích đạo ẩm. Môi trường xích đạo ẩm nằm trong khoảng từ 5 độ Bắc đến 5 độ Nam. Môi trường xích đạo ẩm được ký hiệu bằng màu xanh lá cây. Và đây là những cái khu vực trên thế giới có môi trường xích đạo ẩm, như là ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương. Các em hãy quan sát vào lược đồ hình 5.1 và xác định vị trí của quốc gia ở châu Á nằm ở môi trường xích đạo ẩm. Như vậy thì đây là nơi có môi trường xích đạo ẩm ở châu Á. Nhìn vào đây thì các em có thể dễ dàng kể tên được quốc gia, đó là Singapore. Singapore nằm ở vĩ độ 1 độ Bắc. Từ đây thì các em hãy quan sát vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Singapore ở hình 5.2 trong sách giáo khoa trang 16. Các em hãy quan sát vào hình 5.2 và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Singapore và hoàn thành vào bảng dưới đây. Đây là cái bảng đặc điểm khí hậu của Singapore về nhiệt độ và lượng mưa. Các em sẽ phân tích biểu đồ và từ đó rút ra được những kết luận về đặc điểm khí hậu của Singapore. Từ đó hãy cho biết đặc điểm chung của khí hậu môi trường xích đạo ẩm. Trước khi chúng ta vào phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Singapore, thì cô sẽ nói lại về cách chúng ta phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, vì đây cũng là cái phần mà các em đã học ở lớp 6. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa gồm có 2 trục tung và 1 trục hoành. Trục nằm ở bên tay trái các em là lượng mưa, được ký hiệu là mm. Trục ở bên tay phải đó là nhiệt độ, được ký hiệu là độ C. Và trục hoành đó là các tháng trong năm, từ tháng 1 đến tháng 12. Đường màu đỏ là đường biểu diễn cho nhiệt độ, và các cột màu xanh đó là biểu diễn cho lượng mưa. Vậy thì chúng ta bước vào phân tích về nhiệt độ. Nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu độ C và vào tháng mấy? Để biết được thì các em sẽ đặt thước vào điểm cao nhất trên đường màu đỏ. Như vậy thì đây là điểm có nhiệt độ cao nhất. Để biết được vào tháng mấy thì các em sẽ đặt thước giống xuống các tháng trong năm và ta xác định được nhiệt độ cao nhất là 27 độ C và vào tháng 4, tháng 5. Nhiệt độ thấp nhất là tháng mấy, là bao nhiêu độ C và tháng mấy? Nhiệt độ thấp nhất thì các em sẽ đặt thước vào điểm thấp nhất trên đường màu đỏ. Như vậy thì là đây là hai điểm có nhiệt độ thấp nhất, các em sẽ giống xuống để lấy các tháng. Vậy thì nhiệt độ thấp nhất là 25 độ C vào tháng 7 và tháng 12. Biên độ nhiệt năm là chênh lệch giữa tháng có nhiệt độ cao nhất và tháng có nhiệt độ thấp nhất. Để tính được biên độ nhiệt năm thì các em sẽ lấy nhiệt độ cao nhất trừ cho nhiệt độ thấp nhất. Như vậy thì ta lấy 27 độ C trừ cho 25 độ C. Vậy thì biên độ nhiệt năm ở đây ta có được là 2 độ C. Tiếp theo là về lượng mưa. Như vậy thì Singapore là thuộc trong môi trường đới nóng. Vậy thì ở đới nóng, tháng mưa nhiều là tháng có lượng mưa trên hoặc bằng 100mm. Vậy thì từ đây các em hãy đặt thước vào cái mốc 100mm và các em giống qua các tháng ở trong năm. Như vậy thì tất cả các tháng trong năm đều có lượng mưa trên 100mm. Vậy thì các tháng mưa nhiều sẽ là từ tháng 1 đến tháng 12. Lượng mưa cao nhất là bao nhiêu mm và tháng mấy?
chúng ta sẽ đặt thước vào cột có lượng mưa cao nhất. Lượng mưa cao nhất đó là 250mm vào tháng 1, tháng 11 và tháng 12. Lượng mưa thấp nhất là bao nhiêu mm và tháng mấy? Chúng ta sẽ đặt thước vào cột có lượng mưa thấp nhất đó là 170mm và vào tháng 5, tháng 7 và tháng 9. Về tổng lượng mưa, để biết được tổng lượng mưa thì các em sẽ đo lượng mưa của tất cả các tháng trong năm và mình cộng lại thì từ đó mình sẽ biết được tổng lượng mưa. Tổng lượng mưa của Singapore là 2.375mm. Vậy thì từ đây các em có thể rút ra được kết luận về đặc điểm khí hậu của Singapore. Về nhiệt độ thì các em thấy là tất cả những tháng trong năm thì nhiệt độ đều trên 20 độ C và biên độ nhiệt năm nhỏ. Về lượng mưa thì tất cả các tháng trong năm đều có mưa và lượng mưa rất là nhiều. Vậy thì ở đây ta có thể rút ra được kết luận về đặc điểm khí hậu của Singapore là nắng nóng, nhiệt độ cao trung bình trên 20 độ C, biên độ nhiệt năm thấp 2 độ C, có mưa nhiều quanh năm và lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.000mm trên năm. Cô cùng các em vừa phân tích xong biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một quốc gia nằm ở môi trường xích đạo ẩm, đó là Singapore. Vậy thì từ đó, các em đã rút ra được những kết luận về đặc điểm chung của môi trường xích đạo ẩm là gì? Đặc điểm chung của môi trường xích đạo ẩm đó là nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 25 đến 28 độ C, biên độ nhiệt nhỏ từ 2 đến 3 độ C, lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.500mm trên năm và độ ẩm không khí rất cao, trên 80%. Cô trò chúng ta cùng bước vào tìm hiểu phần 2 rừng rậm xanh quanh năm. Ở đây cô có hai hình, hình 5.3 và hình 5.4. Trước tiên thì các em sẽ quan sát vào hình 5.4 lát cắt rừng rậm xanh quanh năm và trả lời một số câu hỏi sau. Rừng gồm có những tầng cây nào? Quan sát vào hình 5.4 thì từ độ cao 0 đến 10 mét thì rừng gồm có tầng cỏ quýt và tầng cây bụi. Tiếp theo, từ độ cao 10m đến 30m là tầng cây gỗ cao trung bình. Từ độ cao 30 đến 40m là tầng cây gỗ cao. Và trên 40m đó là tầng cây vượt tán. Như vậy thì rừng gồm có những tầng cây là tầng cỏ quýt, tầng cây bụi, tầng cây gỗ cao trung bình, tầng cây gỗ cao và tầng cây vượt tán. Vậy thì số lượng thực vật trong rừng nhiều hay ít? Quan sát vào trong cái hình thì mình thấy được số lượng thực vật ở đây là nhiều. Mật độ phân bố các cây trong rừng thưa thớt hay dày đặc? Mật độ phân bố các cây trong rừng rất là dày đặc. Vậy thì từ đây các em hãy quan sát vào hình 5.3 rừng rậm xanh quanh năm và cho biết vì sao gọi là rừng rậm. Rừng rậm là vùng đất được bao phủ bởi cây cối, thực vật đan xen chằng chịt và thường có ở đới nóng, hay còn gọi là nhiệt đới. Các em hãy cho biết những điều kiện nào đã làm cho thực vật ở đây rất phát triển, tạo ra cảnh quan rừng rậm. Vậy thì điều kiện về cái chế độ nhiệt nóng và ẩm quanh năm đã thuận lợi cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển. Rừng có nhiều loài cây, mọc thành nhiều tầng rậm rạp và có nhiều loài chim thú sinh sống. Rừng đã phát triển ra đến cả những cái vùng đất bồi tụ ven biển như là rừng ngập mặn và cảnh quan rừng này thì không có ở các đới khí hậu khác. Những hình ảnh mà các em đang theo dõi trên màn hình là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ hay còn gọi là rừng sát. Được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ với tổng diện tích là 70.445,34 ha
UNESCO đã công nhận nơi đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 21 tháng 1 năm 2000 với hệ động thực vật đa dạng độc đáo, điển hình của vùng ngập mặn. Việt Nam cũng đã công nhận đây là khu du lịch trọng điểm của quốc gia. Rừng rậm xanh quanh năm rộng nhất thế giới là rừng Amazon ở Nam Mỹ. Đây được xem là lá phổi xanh của hành tinh, là nguồn cung cấp 20% lượng oxy trên toàn cầu và cũng là nơi sinh sống của hơn 3 triệu loài động thực vật. Những vụ cháy rừng ở Amazon có ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu toàn cầu. Đây là những hình ảnh về những vụ chặt phá rừng và cháy rừng ở Amazon. Đây là nội dung ghi bài của các em ở bài 5, Đới nóng, môi trường xích đạo ẩm. Các em sẽ ghi nội dung này vào vở ghi của mình. Cô sẽ có một số câu hỏi để củng cố lại bài học ngày hôm nay. Các em hãy chọn đáp án đúng cho các câu sau. Câu 1. Vị trí phân bố của đới nóng trên trái đất là... Đáp án là câu A, nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. Câu 2. Loại gió thổi quanh năm ở đới nóng là... Đáp án là câu B, gió tín phong. Câu 3. Từ 5 độ Bắc đến 5 độ Nam là phạm vi phân bố của... Và câu B là đáp án đúng, môi trường xích đạo ẩm. Câu 4. Cảnh quan tiêu biểu của môi trường xích đạo ẩm là... Đáp án đúng là câu C, rừng rậm xanh quanh năm. Câu 5. Đới nóng có giới sinh vật hết sức phong phú và đa dạng, nguyên nhân chủ yếu là do... Câu D là câu trả lời đúng. Khí hậu nóng quanh năm, lượng mưa dồi dào và độ ẩm lớn. Trước khi kết thúc bài học thì cô có một số nội dung cần dặn dò các em. Là các em sẽ ghi nội dung bài học vào trong vở và làm bài tập 2, bài tập 4 trong sách giáo khoa trang 18. Và các em sẽ xem trước nội dung bài 6, môi trường nhiệt đới.